một cái đoạn cuối cùng, tức là ngày 30 tháng 4 Việt Nam tự do, người tự do miền Việt Nam bị thua trước cái sự bành trướng của Cộng sản. Cái điều đó là ai cũng thấy. Nhưng mà đồng thời cái cuộc bỏ miền Nam Việt Nam để cho Trung Cộng và Liên Xô xung đột nhau, nó tạo ra cuộc chiến tranh ở bên Campuchia, rồi nó tạo ra cuộc tranh mà khi mà Việt Cộng ngày tháng 11 năm 78 là đi với Liên Xô chống lại Trung Cộng, cho nên là Trung Cộng đã đánh xuống miền miền Bắc, đó là tạo ra cuộc xung đột giữa thế giới cộng sản với nhau, tức là rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn. Chính vì vậy cái cảnh huynh đệ tương tàn đó đã làm cho Liên Xô sụp đổ, và thế giới Liên Xô sụp đổ tức là thế giới cộng sản sụp đổ, Trung Cộng quay đi làm kinh tế theo tư bản, và họ tuyên bố rằng tôi vẫn theo chủ nghĩa xã hội đặc và thù Trung Quốc. Cái điều đó là điều ngụy biện. Đấy là một điều mà chúng ta thấy rằng chính vì cuộc chiến tranh Việt Nam đã làm cho thế giới cộng sản chia rẽ và xung đột nhau, cuối cùng thế giới cộng sản tan vỡ, Liên Xô sụp đổ, Đông Âu trở lại tự do. Thì chúng ta thấy rõ việc nước Việt Nam chúng ta hy sinh, chúng ta bị hy sinh cho tự do của nhân loại. Cái điều đó mà đến giờ phút này chúng ta phải thừa nhận điều đó. Cho nên rằng giờ này, khi chừng nào mà Việt Nam chưa có tự do dân chủ thật sự thì Hoa Kỳ phải có trách nhiệm. Bởi vì họ có trách nhiệm tinh thần với 58.000 người lính trẻ Hoa Kỳ đã chết tại chiến trường Việt Nam để cho cái tự do của miền Nam Việt Nam. Đã hàng trăm ngàn người chiến binh Việt Nam, hàng mấy trăm ngàn chiến binh Việt Nam chết để có tự do, hàng triệu người Việt Nam chết để có tự do. Và cái tự do đó ngày 30 tháng 4 đã mất. Giờ này trách nhiệm của Hoa Kỳ vẫn còn đó đối với những người đã khuất và đối với những người còn sống. Bởi vì hiện tại Hoa Kỳ, nước Hoa Kỳ muốn can thiệp vào bất cứ nơi đâu ở trên thế giới thì dư luận Hoa Kỳ bây giờ đều nhắc nhở rằng đừng có xa lầy như ở trên tranh Việt Nam. Tức là cái gọi là một cái vết thương tinh thần của người Mỹ về chiến tranh Việt Nam vẫn còn đó. Chừng nào Việt Nam tự do hoàn toàn thì cái vết thương nó mới hết đi. Cho nên cái liên hệ của chúng ta, những người Việt Nam đang đấu tranh cho tự do dân chủ và cái trách nhiệm của Hoa Kỳ, cho nên chúng ta vẫn tin tưởng rằng cả thế giới đang hỗ trợ chúng ta trong cuộc đấu tranh loại trừ chế độ cộng sản độc tài. Và trên thế giới hiện tại, cái khuynh hướng hiện tại trên thế giới là dân chủ hóa toàn cầu, tức là tất cả các quốc gia đều đứng lên chống lại thế độc tài và cộng sản, như vậy không còn thể tồn tại đứng trước cái ngọn trào của quốc tế đang dâng lên. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Mình cứ hay nhắc đến 30 tháng 4, sự thực đối với mình ngày nào cũng là 30 tháng 4 hết, mà là vì mình phải tranh đấu cho đến khi nào đất nước mình tự do, có dân chủ. Còn đối với lại quốc tế đó ấy, cái buồn trong cuộc tranh đấu của mình phải làm thế nào để cho họ ủng hộ mình. Thì quốc tế bây giờ họ ủng hộ phần nhiều nó ở trên cái danh nghĩa là nhân quyền. Và đối với lại các nước có chế độ dân chủ thì cái đó là cái vũ khí mà người ta dùng nhiều. Tuy cái đó, tướng Anh nó bảo là không có răng, không cắn được ai hết, nó có vẻ yếu, nhưng mà sự thực ấy, nó làm cho những chế độ độc tài khó chịu lắm. Bây giờ quay lại cái chuyện mà tranh đấu cho tự do đó ấy, cái chính vẫn là cái người dân của cái nước đó. Liên bang Xô Viết đổ không phải là vì Mỹ có một cái phong trào rồi đánh đổ Liên bang Xô Viết, mà chính cái người dân trong Liên bang Xô Viết đã đứng dậy. Lúc bây giờ ông Yeltsin coi như là cái người đứng đầu cái ấy. Rồi Thiên An Môn chẳng hạn, đến người dân đứng dậy, nhưng mà chế độ cộng sản, cái gồng máy cộng sản đã đàn áp một cách kinh khủng lắm. Thì bên Trung Cộng tự do đã thất bại ở Thiên An Môn. Nhưng mà gần đây nhất ấy, mình thấy tất cả những các nước ở Trung Đông nổi dậy đó ấy, vẫn là người dân, không có cái yếu tố gọi là ngoại bang thúc đẩy hay là yểm trợ. Ngược lại có khi ngoại bang họ lại không muốn có những cái xáo trộn như hiện tại.
Là vì nó dính đến dầu lửa, nó dính đến nhiều chuyện lắm, vâng, nhất là cái vấn đề kinh tế. Thành ra đối với chúng ta đó, cái cuộc tranh đấu của chúng ta nó cam go, nhưng mà chúng ta phải bền bỉ, vì chúng ta thấy rằng là tự do, dân chủ đều lúc khi mà có cơ hội là người dân đứng dậy. Yeah, cảm ơn hai giáo sư. Thưa hai giáo sư, người ta thường bảo rằng là cái cuộc chiến của Việt Nam được quyết định trên bàn cờ quốc tế. Điều đó có nghĩa rằng là các cái thế lực quốc tế họ sắp xếp vấn đề thắng hay là bại của cuộc chiến tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo hai giáo sư thì có cái yếu tố bất ngờ nào đã khiến cho người Mỹ đi đến cái quyết định là không có tiếp tục ủng hộ cuộc chiến tranh Việt Nam và đã làm cho miền Nam Việt Nam bị thất thủ? Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc chiến tranh Việt Nam, ngày 30 tháng 4 nó đến trước hay đến sau thôi, chứ không có yếu tố bất ngờ nào cả. Bởi vì nếu có yếu tố bất ngờ là phải yếu tố bất ngờ từ Việt Nam, từ miền Nam Việt Nam, khi mà đã được chia đôi, củng cố được cái sức mạnh dân chủ, đi với dân chúng, làm như bên Nhật Bản, làm như bên Đại Hàn, là cho dân chúng tự do đòi hỏi, cho dân chúng tự do lên tiếng. Nhà cầm quyền độc đoán hay là độc tài cũng được với hệ thống cầm quyền của mình, nghĩa là ra lệnh là phải làm, nhưng mà độc tài với hệ thống của mình trong chính quyền mà thôi, chứ không độc tài với dân chúng. Bên Đại Hàn họ thành công là Bắc Chính Hy độc tài trong cầm quyền của họ, họ độc tài ghê lắm, nhưng họ thỏa tự do cho dân chúng. Chống đối biểu tình suốt ngày Nhật Bản thì họ không tổ chức cái độc tài dân chúng, không độc tài chính quyền họ, nhưng họ cởi mở dân chúng, họ cho người thanh niên xuống đường biểu tình đòi hỏi chống đối để làm gì? Để cho chính phủ có tiếng nói với Hoa Kỳ, có tiếng nói với quốc tế mạnh hơn. Những cái đòi hỏi của quốc tế nếu mà cái không hợp với dân Nhật thì người ta cho chống đối. Cũng như bây giờ đó, Hoàng Sa Trường Sa, nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam cho dân chúng thanh niên đứng lên đòi hỏi chống đối cái việc mà Hoàng Sa Trường Sa của Trung Cộng, thì tôi tin rằng lấy cái sức mạnh dân chúng đó để làm tiếng nói của ngoại giao, áp lực được với Trung Cộng. Nhưng bây giờ Đảng Cộng sản hoàn toàn không cho, nắm toàn quyền như vậy thành sai. Vấn đề chính là cái chiến tranh Việt Nam chỉ có thể có kết quả khác là khi mà ở miền Nam tổ chức thực sự dân chủ, thực sự có quyền lực dân chủ, thực sự dựa vào dân chúng thì có tiếng ăn nói với Hoa Kỳ, và đường lối của Hoa Kỳ đang thực hiện ở Việt Nam họ sẽ phải chuyển hướng, họ đổi nơi khác, họ dùng một cái nơi khác để thay đổi cho Việt Nam. Nhưng mà đích thực ra chúng ta ngay từ phút đầu chúng ta đã mất hết tất cả, cứ từ từ nhận viện trợ, từ từ làm việc và cứ tin tưởng hôm nay tin tưởng ít, mai tin tưởng nhiều. Những cái thời đệ nhất nhất Cộng Hòa thì cũng chỉ nói là bây giờ canh viện trợ tôi chống được, nhưng mà lúc bây giờ khi Mỹ đã vào rồi, đã chọn Việt Nam làm địa điểm chiến lược để thay đổi cục diện thế giới thì không còn thay đổi nữa. Đích thực ra thế giới đã chia ba nước, chia Đông Đức, Tây Đức, Bắc Nam Hàn, Việt Nam, để ba cái nước chia đôi, ở giữa là Cộng sản. Thì muốn thay đổi cái cục diện thế giới thì phải chọn một trong ba đó để nó thay đổi. Nếu chọn Đông Đức, Tây Đức thì chiến tranh nguyên tử nổ ra ngay. Chọn Nam Bắc Hàn chỉ đi đụng với Trung Cộng thôi. Nhưng chọn Việt Nam là chọn nơi mà đụng cả với Liên Xô đến Trung Cộng. Cái điều đó mà Hoa Kỳ đã chọn. Thành ra họ đã chọn cái địa điểm đó rồi thì thôi, chúng ta hết nó, hết bàn. Và con đường cứ đi tới. Vâng, cái vai trò của Mỹ ở Việt Nam thì nó cũng như cái vai trò của Nga ở Việt Nam. Cái vai trò của Nga ở Việt Nam là cái vai trò bành trướng chủ nghĩa cộng sản, đi chiếm đất và chiếm dân và để mà làm cho lãnh thổ cộng sản nó lớn ra. Còn cái vai trò của Mỹ ấy, thì là sau khi mà mấy nước Đông Âu rơi vào cái quỹ đạo của cộng sản quốc tế là Nga Xô đó ấy, thì cái vai trò của Mỹ là họ thấy có thể nguy hiểm chính cho nước Mỹ, mà lúc bây giờ cộng sản nói rằng là sẽ diệt trừ tư bản, cho nên cái cớ để mà giúp Việt Nam nó
sự thực ấy là cái quyền lợi của Mỹ, nhưng mà mình có thể nói rằng mình đã thiếu khả năng giỏi để mà tận dụng được cái ý đồ của Mỹ. Tại vì Mỹ tới Việt Nam không phải vì Mỹ yêu gì người Việt Nam hết, nhưng mà vì đấy là chính sách của Mỹ. Như giáo sư Lý Đại Nguyên đã nói chưa, thì cái vấn đề mà chúng ta nhìn Mỹ hay Nga, thì Nga thì bây giờ đổi rồi, là Trung Cộng, Mỹ với Trung Cộng là hai cái đại quốc mà nhòm ngó Việt Nam. Nhưng mà Mỹ bây giờ không có nhòm ngó Việt Nam như Mỹ nhòm ngó Việt Nam ngày xưa. Thành ra tất cả những cái công cuộc tranh đấu của mình ấy, nó không phải chỉ là chuyện của người Việt Nam, nó cứ dính vào quốc tế cơ. Và mình phải làm thế nào để cái vai trò của quốc tế với vai trò của mình nó đừng có đối nghịch nhau. Cái đó là cái mà tôi muốn nhấn mạnh. Dạ, cảm ơn hai giáo sư rất nhiều. Thưa quý vị, sau ngày 30 tháng 4, đất nước và dân tộc của chúng ta đã rơi vào một cái tình trạng cực kỳ đen tối. Xin tất cả chúng ta hãy cố gắng hành động để mang lại một đất nước Việt Nam thật sự tự do, nhân quyền và dân chủ. Và xin mỗi một chúng ta hãy tưởng nguyện đến chư anh linh của các vị chiến sĩ đã vì lý tưởng tự do mà hy sinh mạng sống của mình. Xin chân thành cảm ơn hai vị giáo sư rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, xin chào quý vị.